Con chào thầy. Evening. Ai thầy gửi cho cái nền này, lấy cái nền này mà đặt này. Thế nào thầy? Đâu rồi? Đây cái này. Vào chat thế nào? Thấy phải cái đấy không? Nó đang tải. Nào? Thấy cái nào đúng của thầy chưa? Thấy rồi. Chưa? Từ từ để nó chỉnh nó. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Xóa đâu, những cái không cần thiết đi. Đã chưa? Nó vẫn ở đây nè. Đánh tải xuống. Có tải xong, để con tải. Thấy chưa? Con thấy nhưng mà không biết có được không. Đưa này thôi. Đấy, để cái bách đấy cho nó đẹp. Nào, học bài về nhà chưa? Con học rồi, có từ mới cho mày. Ngày nào? Như cuối. Mountain, mountain núi, river sông, lake hồ, Lại. water. Đọc lại. Lake hồ, waterfall là thác nước. Waterfall. Waterfall là thác nước. Waterfall. Waterfall là thác Fall. nước. Fall là thác nước. Painkiller là thuốc giảm đau. Nữa. Scissor, kéo. Plaster, băng gấu, Bằng cá nhân băng cá nhân, đi nữa, sun cream, kem chống nắng, rồi compact là bàn, đi nữa.
còn dessert Desert. desert là sa mạc, forest rừng. Nào âm cuối. Forest rừng. Gì nữa? Khách nhỉ? Cave. Cave, hang động. Cave. Cave. Hang động thế. Hết rồi. À, vẫn còn 24. Beach, cát, island, đá. Beach là gì? Beach là cát, cát. Beach cơ mà. Bãi biển, cát đâu mà cát. Sand mới là cát. No. Gì là cát? Complete the table with the comparatives and superlatives. Là gì đấy nhỉ? Comparatives. Comparative là gì? Comparative. Xong rồi, comparative là gì nhỉ? Học từ unit 3, unit 4 rồi. Comparative. Nào nhìn xem người ta biết cái gì đây. Hoàn thiện bảng này. Comparative là cái gì hả? Nhìn xem cái từ đây người ta viết đây. À, comparative là gì? Là comparative. So sánh. So sánh gì? Comparative là so sánh gì? Có nghĩa là so sánh. So sánh gì? So sánh hơn. Thế superlative? Superlative. Superlatives. Là superlatives. Là so sánh nhất rồi. So sánh hơn nhất. Hơn nhất. Nào, objective là cái gì? Objective. Là tính từ. Rồi. Irregular là bất quy tắc. Irregular, bất quy tắc. Nào, thế irregular adjectives là gì? À? Irregular adjectives là gì nhỉ? Irregular adjectives. Là gì nhỉ? Là vừa nói xong rồi. Là gì? Tính từ bất quy tắc à? Tính từ bất quy tắc. Short adjectives. Short adjectives. Short adjectives. Là gì nhỉ? Short adjectives. Tính từ ngắn.
tính đường ngắn. Nào bây giờ người ta cho cột adjective, comparative, superlative thì mình làm gì? Từ từ để con ghi gì đó. Rồi, nào. Adjective này, comparative này, superlative này. Thế bây giờ ta cho như thế này thì làm gì đây? Điền từ ở cái điền mẫu. Điền từ so sánh nhất và so sánh hơn nhất. Hoàn thiện cái bảng này với cấu trúc so với so sánh hơn và hơn nhất với các cái tính từ ở đây, được chưa? Nhìn vào ví dụ xem người ta làm như thế nào, làm theo nhanh lên. Rất dễ. Ok, đây để con làm. Better là gì hả thầy? Học rồi. Better học khi nào nhỉ? Kỹ nha. Bài này rất dễ. Bài này rất khó. Bài này rất khó nên con mới làm được. Con làm xong thôi thôi. Now, good chuyển thành gì ở comparative? Better. Better. Bad chuyển thành gì ở superlative? Best. Bad chuyển thành gì? Was. Nhìn kỹ. Chuyển thành gì? Worst. 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 Tall. Taller. Wide. Widest. 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 Large. Larger. Larger. Last year. Hot. Hottest. Đọc lại. Hot. Hottest. 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 Không có hottest ở đây nha. Đưa này là đuôi EST. Không có long get với lại toilet nha. Well. Chú ý cái phát âm. Now. We is talking about all the amazing places that complete the passage. Rất dễ. Bài này làm như nào đây? Bài này là complete the passage. Cho nó trở thành động từ so sánh hơn nhất hoặc là so sánh nhất. Động từ á? Không. Tính từ so sánh nhất là hoặc tính từ so sánh hơn nhất. Nói lại. Làm như nào nhỉ? Đầu bài người ta nói cái gì kia?
Câu 3 người ta bảo cái gì kia? Câu 3. Câu 3 người ta bảo cái gì đấy? Đề bà. V is talking about other amazing places. My V đang làm gì? Is talking. My is talking about other amazing places. V is talking là gì? Is talking là is talking là gì? Is Đề bài talking. Là bây giờ Vi đang nói về những người tuyệt vời khác. Complete the passage. Complete là gì? Nói nhiều rồi cái từ này. Hoàn thành. Hoàn thành đoạn văn. Thế hoàn thành như thế nào? Chúng ta cho như thế này thì nó hoàn thành như thế nào đây? Cho những cái này gọi là những cái gì? Những cái người ta cho trong trong ngoặc ấy. Nó là cái gì hả con? Là tính từ. Thế tính từ, thế bây giờ tính với tính từ này thì làm như thế nào? Thì sẽ làm nó thành tính từ hơn nhất, tính từ nhất. So sánh gì? So sánh hơn nhất và so sánh nhất. Nói lại, so sánh gì? So sánh nhất và so sánh hơn nhất. So sánh hơn và so sánh hơn nhất. Chứ không có so sánh nhất nha. Nào đọc làm bài nhanh. Nhớ kỹ là đừng có nhầm hai cái đấy. Con sẽ bị nhầm mất. Oh no. Làm nhanh. Con sẽ nhớ cái hôm qua con học và con sẽ điên vào đấy. Hey hey boy. Đang học đấy. Mình ghét viết kiểu này đúng không nhỉ? Ghét là hả? Mình ghét.
smaller. Đúng không? Đúng rồi thầy. Con đã hoàn thành. Thầy nói bao nhiêu lần đây là giờ tiếng Việt à? Dạ. Thầy nói bao nhiêu lần đây là giờ tiếng Việt à? Không. Đây là giờ tiếng Anh. Xong rồi thì nói như thế nào? Tại còn vừa nghịch chứ gì? Dạ. Tắt hết những cái không liên quan nhá. Con có bật mấy cái linh tinh đâu. Con để có mỗi Zoom thôi. Thì dạ bao nhiêu lần làm xong như thế nào? Làm xong thì... Làm xong thì bảo thầy. In English. I'm finished, teacher. Do you know Libya in Africa? Is there? It's the hottest. Is the hottest country in the world? Is? Is hotter. Hotter. Than any other. Other. Country. Other. Country. 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 How about the coldest? Antarctica. 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 Antarctica is? Is the coldest. Ngược lại. Antarctica is the? In the world. It even. Now. Antarctica is the? Work. Antarctica is the coldest place in the world. It even colder. Đọc lại. Đọc lại từ đầu. It even. Nhìn kỹ. It even. It even. Này. Con nhìn kỹ thế nào? It's even. Even. Is even even colder. Colder. Không có colder nha. Colder than Russia. 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 The biggest desert. Đọc lại. Desert ở đây. Đọc lại. The biggest. Desert. The desert. 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 In the world. In the world. In the world. It's the Sahara.
And now you now go. You gì? You now. No. You know the hurt his hurt his. Đọc chữ này đọc là gì hả? Cái chữ cái này đọc là gì? Đọc là gì nhỉ? À, cái chữ cái này phát âm là gì? H. Chữ này. H-I. Hả? Chữ gì? I. Tết đọc là gì? Đọc là gì? Highest. 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 Highest mountain. It. Mountain. Is. Colette. Colette ở đâu ra hả? Dạy đọc cái những cái này bao nhiêu lần rồi? Cold. 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 Mouth. 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 Everest. Đỉnh gì cao nhất? Everest. Everest. Did you know it's in Nepal is smaller than India, but I think it's more beautiful. Về nhà dặn là đọc chú ý âm cuối bao nhiêu lần rồi? Nào con gặp cái máy xuống ít thế nào? Nào, modal verb must. Chúng ta học động từ khuyết thiếu must. Must ở đây là để đưa ra mệnh lệnh. You must là phải. You mustn't là không được. Tất cả các chủ ngữ đều đi với must và mustn't, được chưa? Vâng. Rất dễ ghi vào. Có cần phải kể khung không thầy? Thầy đã nói là tất cả các chủ ngữ nó đều đi với must rồi. Và sau must là động từ nguyên thể nhá. Vâng. Nó có cấu trúc là chủ ngữ. Cấu trúc chung, chủ ngữ cộng must hoặc là gì nhỉ? Must hoặc là gì? Hoặc là must. Must gì? Mustn't. Mustn't. Mustn't cộng với verb. Cộng với động từ nguyên thể. Nào ghi vào. Vâng. Có cần ghi cả mấy cái I, you? Không cần. Để. Vâng. Bảo ghi cấu trúc chung thì ghi cấu trúc chung vào. Đã nói là tất cả các chủ ngữ nó đều đi với must và mustn't được rồi. Khi nào mà thầy bảo là nó chia cấu trúc ra thì là lúc đấy mới phải ghi. Must là gì vậy? Phải. Còn modal verb must là gì vậy? Modal verb là động từ khuyết thiếu. Lại lắc, lại gật. Nó ghi xong rồi thầy. Modal verb là gì?
Mode verb là động từ khứ thiếu. Now, look at the classroom rules below and write some rules for you. Đây là nội quy. Về nhà tự viết lấy nội quy cho mình trong giờ học của thầy nhé. Tự viết lấy nhé. Đó chưa? Con biết ghi có mỗi hai hai cái lấy những cái gì mà cần phải làm nhé. Tự ghi lấy. We must read. No. Read the travel guide and chief. Read the travel guide and chief. Làm gì đây? Read the travel guide and chief. Là đọc. Đọc cái gì nhỉ? Đọc về cách. Đọc về hướng dẫn đi du lịch. Đọc hướng dẫn đi du lịch. Nào, đọc bài nhanh. Trong sách có không? No, thầy. Con đã kiểm tra từ hôm qua rồi. Nhưng con vẫn xin lấy sách. Đây. Nào, thế nó không có phần đấy, nó có phần này không? Rồi, hai bài tập này là hai bài tập về nhà nhá. Đọc đầu bài và tự làm lấy nhá. Thứ sáu tuần này nghỉ nhá. Thứ sáu tuần này. Cái tư ý là ở convenient đúng không? Communication. Đúng rồi. Trong bữa của con không có bài ý, nhưng lại có bài hài. Rồi, thầy gửi bài này cho về nhà làm nhá. Vâng. Now, bây giờ thì đọc và trả lời thầy ba câu hỏi này. Người ta bảo là trước khi đọc không cần làm. Đọc đi, rồi trả lời thầy ba câu hỏi này nhé. Thầy sẽ hỏi và phải trả lời bằng tiếng Việt. À nhầm, phải trả lời, chứ phải trả lời tiếng Việt. Không phải ghi, được chưa? Vâng. Có ghi câu hỏi vào vở để trả ghi câu trả lời vào vở thì ghi để trả lời. Nó không phải ghi lên đây. Được chưa? Nào đọc làm nhanh nào, trả lời câu hỏi nào. Đọc xem có từ mới nào không nào. Cái hạ lông bay. Thế nào? Roster. Bên này thầy. Roster đúng không? Vâng. Roster and Hand Island. Ở bên dưới người ta ghi đây. Hòn trống, hòn mái đây. Rooster là hòn trống, Hand là hòn mái. Nhìn thấy chưa? Rooster and Hand. Con thấy trong mái và đầu người. Đấy. Để giải thích tiếng Việt đấy thầy. Vâng. Hòn trống, hòn mái. Đảo hòn trống hòn mái, biết chưa? Vâng.
Tôi tu tiền rồi. Nào. Rồi. Essential đúng không? Vâng. You must take the bird. Quan trọng. Quan trọng. Essential. Traditional, truyền thống. Còn từ nào nữa không? Con đang đọc cái ở dưới. Từ này là từ gì này? Famous, nổi tiếng. Perfume là gì vậy? Perfume river. Perfume là nước hoa. Perfume river, đây là sông Hương nha. Vâng. Không hiểu sao người ta dịch thành perfume được. Nhìn thấy câu trả lời chưa? Rất dễ. Con vẫn đang đọc thế. Người này là từ gì rồi? Cuisine, ẩm thực. Cuisine, ẩm thực. Ẩm thực.
Nói về food với the drink, chúng ta sử dụng nó là nói về food thôi chứ không có drink. Nó gọi là cuisine. Khi nói về đồ ăn thì gọi là cuisine, ẩm thực. Ngoài ra còn từ attraction. Thấy chưa? Attraction còn thấy thôi. Thu hút, sức hút. Nào ngồi thẳng lên thế nào. Attraction là gì vậy? Sức hút, thu hút. Nào nhanh đọc trả lời câu hỏi 3 câu đấy còn 5 phút nữa. Ngoài ra còn một từ nữa, Imperial City, nhìn thấy chưa? Rồi thầy. Cố đô. Cái này ở Nào đọc làm nhanh nào còn 3 phút. Có 3 câu hỏi này rất dễ. Xong chưa? Nào hết giờ. Where is the passage Where is the passage from? Đồng cỏ ở đâu nhỉ? Why is the passage from? Ừ.
Where is the passage from? Là gì nhỉ? Why is the passage from? Là gì nhỉ? Now, why is the passage from? Chưa học thuộc câu, chưa xem trước bài đúng không? Con chưa xem trước phần này rồi. Đấy, cái phần kia con xem trước rồi. Về nhà xem buổi sau làm và trả lời nha. Vâng. Về nhà thì nhất là làm bài tập, rất nhiều bài tập. Buổi thứ sáu nghỉ nhỉ. Nha. Vâng. Buổi thứ sáu thầy bạn. Rồi, ôi không. Mai thi nữa rồi mà con vẫn chưa ôn. Rõ chưa? Vâng. Lát thầy nhắn cho mẹ thứ sáu nghỉ. Vâng, con thông báo luôn mà. Nhớ làm bài tập về nhà. Goodbye. Vâng. Goodbye teacher.